tối rồi xa quá à. Zoom cũng không thấy nữa, zoom xa xa quá không thấy, zoom quá mờ lắm. Ra lao rồi, hay là ủa có anh A2 cũng coi đó ha. Ok, cũng ở đây có một cũng một anh A2 điều kiện hả? Mờ quá, thấy tối xa quá, sao không thấy gì luôn. Vậy quá tối. Comment này cũng coi sự về coi sự việc đó ha. Vậy là bách hóa xanh tông xe đâu? Cái này là bách hóa xanh tông xe máy hay là hai tông anh? Thấy mới thấy vụ này luôn á. Đây là nhân chứng của sự việc. Ở vô la kìa. Sao cấp cứu tới rồi? Ủa, cấp cứu đi rồi. Cấp cứu vô khác rồi. Cái này quay mà mấy vụ này làm ta. Đây là cái vụ tai nạn giữa xe ô tô của bách hóa xanh và cái xe máy. Đây là nhân chứng của sự việc. Mở quá không thấy. Mấy cái này cũng được coi đó hả? Quay mấy cái này nhân chứng sự việc luôn. Đi hả? Xa quá không thấy gì luôn á. Zoom lên đâu cũng đâu thấy đâu, zoom lên xa xa. Mà bây giờ tối quá. Đây là vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải của bánh hoa xanh và xe máy. Không biết ai là người có lỗi. Đà La họ đi không ơi, Đà La mình á. Quay Đà La mình không ta? Đây là các nhân chứng của sự việc đang theo dõi toàn bộ sự việc ở đây. Ủa cái này là xe tải tông xe máy hay là xe máy tông xe? Đi đâu xe tải tông xe máy chắc rồi. Chắc nó xe tải tông rồi. Ủa mọi người đâu anh, người đi cứu hả? Không biết nữa. Người đâu? Đó, một người đó. Không biết người có bị gì không ha? Xa quá không thấy gì luôn á. Đường này đường quốc lộ nguy hiểm quá. Mấy cái xe chở hàng này đi mà không để ý là tông người ta. Đây là một số người bánh hóa xanh đang tiến tới để đang tới hiện trường để phối hợp cùng công an để giải quyết.
cái đồ uống lọ nó nguy hiểm anh à. Thấy cái đồ này khúc này sẽ ra mấy vụ rồi đó. Thấy trước bên đây, thấy bên đây nè, thêm nè. Mấy vụ nguy hiểm mà chỗ này nó nguy hiểm đi khúc nào.